Không chỉ là một loại thực vật tốt, một cây thuốc tốt mà nha đam còn là một nguyên liệu tuyệt vời để chế biến những món ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe. Đã có rất nhiều món ngon từ nha đam như nấu nước yến, làm sữa chua nha đam, nấu chè. Tuy nhiên có một món ăn rất thanh mát mà chưa được nhiều người biết đến, đó chính là món gỏi nha đam lạ miệng. Hãy cùng khám phá công thức để làm nên món ăn này nhé. Nguyên liệu để làm gỏi nha đam: 1. Nha đam tươi 200g. 2. Cà rốt 1 phần 3 củ 3. Tôm đất 100g 4. Dưa chuột 1 phần 2 quả 5. Hành phi, rau húng bạc hà, ớt sừng băm, nước mắm, vừng rang, đường, giấm gạo lên men, muối, hạt nêm Các bước làm gỏi nha đam Bước 1. Nha đam bạn chọn như lá vừa phải, không quá to, không quá nhỏ, còn tươi xanh và không bị dập hoặc chảy nước Bạn đem bào vỏ nha đam cho sạch, sau đó đem ngâm nước một 10 phút chuẩn bị một nồi nước đun sôi cho thêm chút muối rồi Trần nha đam vào đó. Bạn Trần xong rồi vớt ra ngâm ngay nha đam vào nước đá cho nguội, tiếp đến thì vớt ra để ráo rồi dùng dao cắt thành sợi. Tôm bạn rửa sạch, đem luộc chín. Nhớ nêm thêm khoảng nửa muỗng hạt nêm khi luộc cho tôm đậm vị. Tôm chín bạn vớt ra rồi cho vào tô nước đá. Bạn bóc bỏ phần vỏ tôm và chừa lại đuôi tôm. Dưa chuột đem rửa sạch, bỏ ruột, cắt thành sợi. Cà rốt rửa sạch, bào vỏ, cắt sợi. Rau húng rửa sạch, dùng dao cắt nhuyễn. Bước 2, pha nước trộn gỏi. Bạn chuẩn bị một cái tô, cho vào hai muỗng giấm gạo lên men, hai muỗng nước mắm, hai muỗng đường, một muỗng ớt băm sau đó trộn đều tất cả lên tạo thành hỗn hợp trộn gỏi. Bước 3, trộn gỏi. Chuẩn bị một cái thau lớn và sạch, bạn chút nha đam, cà rốt, tôm, dưa chuột, rau húng bạc hà vào, dưới đều nước trộn gỏi sau đó trộn cho đều tay, nêm nếm lại cho vừa ăn cho gỏi nha đam ra một cái dĩa sạch, rắc vừng rang và hành phi lên trên, trang trí bằng ngò và ớt tỉa hoa. Món ăn này không chỉ thanh mát, giúp bạn và gia đình giải nhiệt trong những ngày oi bức mà còn rất tốt cho sức khỏe. Đó là lý do vì sao trong các món gỏi thì gỏi nha đam rất được ưa chuộng. Với lần đầu để dự đoán xem mình có làm thành công hay không và có phù hợp khẩu vị mỗi cá nhân không các bạn hãy chọn cho mình một lượng nhỏ để làm thử sao cho vừa phải bạn nhé. Những ngày nóng nực, bạn hãy trổ tài cho cả nhà thưởng thức nhé chúc các bạn thành công